Chào anh em đang xem cái clip này có Tiến nha. Thì mình xin tự giới thiệu trước, mình tên là Tiến. Số điện thoại để liên hệ với mình là 0706 222 435 nha. Thì hôm nay mình sẽ nói cho anh em biết, chia sẻ cho anh em biết thế nào là súng bắn đạn cao su, súng bút và thế nào là súng bút bắn đạn thể thao. Hai cái loại nó là hoàn toàn khác nhau. Cũng có anh em hỏi súng bút này có bắn được đạn, có bắn được hai loại đạn hay không, có bắn được cái đạn thể thao 5.56 á, kêu đạn thể thao, đạn đồ chì á, có bắn được hay không. Thì hôm nay mình làm clip này mình trả lời cho tất cả mọi người và anh em được biết luôn nha. Thì súng bút bắn đạn cao su thì nó chỉ sử dụng được duy nhất một loại đạn thôi, đó chính là đạn cao su cỡ 9 ly. Cỡ 9 ly. Còn cái cỡ đạn của súng bút thể thao đó, nó là để bắn viên đạn thể thao. Thì hiện tại đây mình không có đạn thể thao, tại vì mình không có làm những cái dòng thể thao nên mình không có. Thì mình có chèn một cái tấm ảnh ở đây cho anh em xem đây. Đó là một, đây là viên đạn thể thao nha. Thì nó bút sử dụng đạn thể thao thì nó không bắn được đạn cao su, và bút sử dụng đạn cao su nó sẽ không bắn được đạn thể thao nha. Rồi, đây là cây súng bút bắn đạn cao su nha. Thì cây súng bút này là cây nó, cái mẫu này là mình cải tiến rồi đó. Thì nó xài nó cực kỳ là êm luôn. Đây, ở trên đầu của nó mình tháo ra dễ dàng lắm. Mình tháo ra đó, mình bỏ đạn vào đây. Ở đây nó có một cái nút nè, mình chỉ cần kéo lại và bắn thôi. Khi mà mình làm một cái nút như thế này á, thì khi mà mình bắn á, nó không bị rung, mình chỉ cần bóp bắn thôi. Anh em có thể xem những clip test thì có thể xem lại trên cái video của Tiến nha. Tiến cũng có đăng những cái clip test á. Thì mình cũng nói nhiều về súng bút rồi đó. Đó, còn lý do tại sao mà mình không có bán cái súng bút bắn đạn thể thao là mình làm không được hay sao, hay là mình lấy không được? Không phải, thực sự là bên shop mình chỉ làm những hàng công cụ hỗ trợ thôi, những hàng cho anh em mình hỗ trợ rồi tự vệ đó. Thật sự cái súng bắn đạn thể thao nó rất là nguy hiểm luôn anh em ạ. Khi mà viên đạn nó bay ra đầu chì á, thì cái khoảng cách ở khoảng cách gần á, thì nó dễ ảnh hưởng đến tính mạng lắm. Cái đó không phải là tự vệ nữa, mà cái đó là để một loại vũ khí đó, để mình sát hại, mình gây hại. Thì shop Tiến xin phép ta không bán cái mặt hàng như thế. Shop Tiến chỉ bán những cái mặt hàng như là đạn nổ hoặc là đạn đầu bằng cao su đó, thì shop Tiến mới làm. Còn những cái mà để có khả năng nguy hiểm đến tính mạng cao thì shop Tiến không có làm nha. Shop mình chỉ làm những cái hàng công cụ hỗ trợ thôi đó. Thì mình khuyên anh em mà nếu mà mình để tự vệ, để phòng thân á, thì mình nên chơi cái súng bút cao su nè. Mình đừng bao giờ chơi cái dòng súng bút bắn đạn thể thao nha. Không phải mà mình bán hàng bút cao su mà mình nói. Thật sự mua ai cũng được, mua người khác cũng được, mà mua mình á, thì mình thật sự mua mình là mình cảm ơn rồi đó. Không thì mua người khác cũng được, nhưng mà mình khuyên anh em là nên chơi những cái dòng súng bắn đạn cao su nè. Bút á, thì mình biết hôm nay nói riêng về cái bút thôi đó, thì mình nên chơi cái dòng súng bắn đạn cao su nha. Tại vì cây bút thể thao nó cực kỳ nguy hiểm luôn nha. Nhiều ở dưới cái khoảng cách, nhiều khi mình chỉ muốn tự vệ thôi, mình thoát thân hoặc là trong những lúc nóng giận mình đem ra rồi nó là cái hậu quả của nó khủng khiếp lắm nha. Để mình chia sẻ như thế. Anh em có câu hỏi gì về những cái dòng súng bắn đạn tự vệ á, thì cứ để lại dưới bình luận nè, rồi mình sẽ làm những cái video mình giải thích cho anh em nha. Rồi, mình xin chào và xin tạm biệt anh em. Anh em nhớ xem video thì nhớ nhé đăng ký giúp mình nha. Nhấn nút đăng ký và nhấn nút chuông cặp bên để mình ra video thì thông báo anh em có thể xem được luôn nha. Rồi, mình xin chào và tạm biệt.